Tạm Giang, Bắc Giang trong những ngày hè oi ả giữa đại dịch Covid diễn biến rất phức tạp. Nơi mình ở lại là tâm dịch, cho nên hè này chúng mình chỉ ở trong nhà mà cũng không được tham gia những hoạt động như mọi năm. Nhưng không sao, chúng mình vẫn có thể học mà chơi, chơi mà học, học bằng cách đọc sách, đọc báo, đọc truyện. Người truyền cảm hứng đọc cho mình không ai khác đó chính là ông nội mình. Ông đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng ngày nào ông cũng đọc sách, đọc báo. Ông bảo rằng đọc sách, đọc báo rất bổ ích, cho nên mình cũng hay đọc sách, đọc báo giống ông nội mình đấy. Đây là thư viện của gia đình chúng mình, có rất nhiều các loại sách, nó được phân loại rất cẩn thận, ví dụ như luật học, lịch sử, ca nhạc, toán học, văn học, đề tài Bác Hồ, vân vân. Mình rất thích đọc truyện, cho nên đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021, mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn truyện, đó chính là cuốn truyện Ba Cô Tiên. Sách được viết song ngữ với hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh, do nhà xuất bản Hà Nội ban hành, chịu trách nhiệm xuất bản tổng giám đốc, tổng biên tập Vũ Văn Việt, biên tập Hoàng Thị Tâm, thiết kế Chu Quang Hiền. Cuốn truyện được in trên cổ giấy 17 x 24 cm, dài 16 trang, in 10.000 cuốn vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, rất phù hợp với lứa tuổi chúng mình đấy. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn nội dung của câu chuyện. Ngày xưa có một cậu bé lên 6 tuổi rồi mà vẫn bé tí ti, bé chỉ bằng ngón tay cái thôi, cho nên ai cũng gọi cậu là cậu bé tí hon. Nhà tí hon nghèo lắm, bố mẹ phải đi chăn trâu thuê cho điện chủ mà vẫn không có cơm ăn cho đủ no, áo mặc đủ ấm. Tí hon rất thương bố mẹ, cậu muốn đi làm để đỡ đần bố mẹ. Một hôm tí hon xin đi chăn trâu thay bố mẹ. Lúc đầu bố mẹ thấy tí hon bé còn đàn trâu thì to nên thương tí hon không cho đi, nhưng tí hon năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Bố mẹ đặt tí hon vào tai trâu, tí hon chăn trâu rất cẩn thận lắm, không để trâu ăn lúa ngô mà con nào con nấy no căng bụng, cả làng ai cũng khen. Một hôm đồng làng hết cỏ, tí hon phải đưa trâu lên núi. Bỗng nhiên tí hon thấy một bông hoa hồng to bằng cái nón trên một cành cây, đợi cho trâu đến gần cây, tí hon chui ở tai trâu ra khẽ, chuyển sang cây và leo vào giữa bông hoa. Tí hon thấy ba cô tiên cũng bé như tí hon, một cô tiên áo xanh, một cô tiên áo đỏ, một cô tiên áo vàng. Các cô thấy tí hon thì vui mừng chào hỏi rồi đi lấy bánh kẹo cho tí hon ăn. Tí hon không ăn mà lại bỏ bánh kẹo vào túi. Thấy vậy ba cô tiên hỏi sao tí hon không ăn. Tôi đem về cho bố mẹ tôi ăn, bố mẹ tôi nghèo lắm, tôi thương bố mẹ tôi lắm, ba cô tiên cùng nói. Tí hon cứ ăn đi rồi chúng tôi sẽ giúp. Lát sau
ba cô tiên cùng tí hon bước ra khỏi bông hoa hồng, dắt nhau leo lên ngồi sừng trâu và đi về làng. Đến nơi, ba cô tiên thấy ngôi nhà của tí hon chỉ là một túp lều siêu vẹo, lại thấp lè tè, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá. Ba cô tiên bảo tí hon đi tìm bố mẹ về. Tí hon đi khỏi, cô tiên áo vàng vẽ một ngôi nhà đẹp, cô tiên áo xanh vẽ một ruộng lúa chín, cô tiên áo đỏ vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa lúc ấy, tí hon và bố mẹ về đến nơi. Ồ, nhà ai đẹp thế, ruộng nhà ai thế, quần áo nhà ai nhiều thế. Ba cô tiên ở trong nhà bước ra và chào bố mẹ tí hon, nói: chúng cháu làm giúp hai bác và tí hon. Từ đấy hai bác sẽ có ruộng để cày, có nhà để ở và có quần áo để mặc. Riêng cô tiên áo xanh còn tặng thêm cho tí hon một chiếc áo kỳ lạ. Vừa mặc và áo vào, tí hon lớn bổng lên ngay. Bố mẹ tí hon mừng quá, quay lại định cảm ơn thì ba cô tiên đã biến thành ba con bồ câu trắng bay vù lên mây. Từ đấy không ai trông thấy ba cô tiên đâu nữa. Còn tí hon lúc nào cũng khỏe mạnh và làm việc tốt để giúp bố mẹ. Qua câu chuyện, khuyên chúng ta nên ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc rồi sẽ được thành quả xứng đáng. Giống như bạn tí hon, chúng ta tuổi nhỏ có thể làm việc nhỏ giúp đỡ ông bà bố mẹ việc nhà như quét sân, quét nhà, nhặt rau. Nhất là hiện nay tình hình dịch Covid diễn biến rất phức tạp nên chúng ta hãy thực hiện tốt theo 5K mà nhà nước đã đề ra. Chịu khó ở nhà mà chăm chỉ đọc sách giống như mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.